cái đó mày xài được ít tí. Để đang dùng tí mua kem nha mọi người, chú tí mua ra đây chú tí. Cái đó là kem đó nam xài được, nó cấp ẩm ban đêm, cấp ẩm với làm điều màu da cho mày, chứ mày con trai mà đừng xức kem trắng, cái đó là cấp ẩm căng bóng da đó. Kem của Hàn Quốc xịn sò, mua đi. À tiện gì mua mà... kem đi, kem đẹp lắm. Kem này mắc quá đụng không nổi. Mua em thôi mà. Chát quá mọi người ơi. Mọi người thương em mua đơn nhiều nhiều cho em có lương để em mua cái này nha. Khoái lắm á. Ghê ta, nó chơi chơi lấy hũ nó xài nha mày. Rồi cuối tháng nó trừ lương cho. Rồi lấy thêm cho tông nơ để lau sạch da chị mụn nữa kìa. Tông nơ này hả? Ừ. Tông nơ đó đó, lau rồi sạch da đó. Lau xong rồi có mặt lợi, xài im lắm, nó sạch da, nó mịn da, nó giảm thêm nhiễm trên da mẹ. Mua đi, sạch lắm. Sạch mụn. Có nhiều đâu à, mua đi, mua kem đi. Mọi người mua kem tiếp em đi, em có lương đi mọi người ơi, bị dụ quá rồi. Rồi bây giờ mình lấy không? Chắc lấy quá. Lấy xài đi mày, ở đây mặc áo gì vậy? Áo à, của à, con à, Hoàng Thượng nè. Hoàng Thượng là con gì cha? Không biết luôn. Mặc qua đây hết mụn chưa? Còn bớt bớt rồi mọi người ơi. Sao mà tao thấy nó còn nhiều, nó hoại đang lúc mới nhiều thì xài nó hết nha. Rồi xong cái tới đó cái nó ngừng. Tại em làm biến. Không phải là em không có tiền mua xài nữa. Sao mày mua xài cho thiệt hết thử coi, lần lấy về bán cho mấy chị coi. Tại vì chị ba vụ mua mấy cái này có hết tiền mà. Thôi sao mày ơi. Không sao. Vậy. Cần cái chai cứ ghét. Hello heo mọi, đang làm gì mọi? Đang soạn combo cho khách nè. Combo bao nhiêu tiền đó? 74 năm cành. Combo gì vậy? Combo... combo gì vậy? Đáng hoài mà quên kìa. Trong đó có ghi kìa. Cái bạch ngọc liên không? Có. Combo dành cho da gì? Ngâm đen cherry. Đó, chị thôi. Rồi nhớ nhiều. Rồi đọc cây đó gồm gì vậy? Có bớp nè, xù nè, đùi nao, rồi cái nhật, rồi dứt hồng, axe gì từ le hết trơn á. Nghe ta, hồi đi cần tí đọc mới hay, tí đọc dữ lắm. Để rồi tí đang sợ combo gì tí, đâu đổ ra coi. Không biết nữa. Đổ ra coi. Nè. Đó, ghê ta, rồi đâu đọc nguyên liệu cho mấy chị xem coi. Nè, bạch ngọc liên. À, ghê chưa. Còn cái này là cốt khử hâm lớn. Trời ơi, ghê chưa. Cái này là hủ hoài. Phải không nghe? Phải. Thiệt không á. Này là bóp. Bóp đó nhiêu gam? Bóp. Để coi cái gam trời. Này là nào. Cái gì nữa? Chứ đâu, quan. Rồi hủ này là gì? Vàng vàng cam cam là gì? Cái bên kìa, đây nè. Này hả? Ừ. Sụng trái cây. Phải không mấy? Phải. Phải rồi. Không phải nghe chú ơi. Cô, cái gì à? Cô Tiên. Ủa cái Nhật. Cái Nhật. Rồi. Rồi cái hộp vàng vàng này là gì? Này hả? Hộp vàng vàng cái bên đó. Này hả? Ừ. Bóp gì đó không biết. Trời sợ em. Nó nói bóp gì đó không biết. Để em xíu. Bóp mò em. Bóp mò em. Mò em là kem gì? Bóp mò em hả? Mò em. Ta nói là bóp mò em. Mò em hả? Bóp mò em. Mò em. Bóp mò em. Bóp mò em. Ừ. Biết kem đó không? Không. Lão quá. Là mày bóp rồi mày mò con gái người ta đó. Tên gì? Tên rất là nàng hoàng với tên gì bớt mọi. Đó mày hỏi mấy chị, cái mấy chị biết kem đó kem gì không? Mấy chị biết cái này cái gì không vậy? Kem mà không phải bớt mọi em luôn nha. Kỳ lắm. Sao kỳ? Gửi gì nữa? Như là... xăm dứa. À, gửi gì nữa? Dứa xăm lụ. Gửi gì nữa? Dứa én. Cái hũ hồng hồng này là gì? Nãy hả? Cái bên đây nè. Này hả? Ừ. À,
Friente. Friente là gì? Friente là gì trời? Friente là gì? Để em coi lại giấy kìa. Friente. 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 Rồi cái đóng hàng đi, combo rất nhiều tiền ý. Combo này là 837k. 837k là luôn tiền ship đó. Thì luôn tiền ship đó. Rồi mày nói cho tao gì vậy? Giờ bữa nay quay clip có sửa sang đồ đẹp không? Có, đồ đẹp lắm.